Rồi, hello các bác. Nay em xin review bộ 5.1 Onkyo V20X, hay còn gọi là V20 Bay, V20X. Bộ này thì loa của nó thuộc diện thuộc dòng khá lớn trong các bộ mini. Để các bác nhìn cái hình của em đó đây. Hình này hơi chảy một xíu đây nha các bác. Giải mã qua âm ly khác được nha các bác. Em đang chơi cổng quang. Cổng quang này các bạn, nó hiển thị đây. BCM. Cổng quang từ YouTube xuống nha các bác. Remote tin theo máy. Đây. Đây là remote tin theo máy ạ. Volume. Chỉnh âm lượng cho từng kênh. Chế độ surround. Ôn cân sửa tê, 2 cân. Tất cả là điện hết từ A đến Z nha các bác. Đây. Các bác tiếp tục ngó qua cái hình thức của em đó đây. À, rất là đẹp, súp cũng vậy các bác. Đường quang vào nha các bác. Em đang đây, quang optical này. Súp con này nặng ký. Súp con này tầm phải 15 ký các bác. Bass 20 đánh rất là lực, tiếng ấm. Cáp zin của em này. Đây. Sợi cáp zin. Loa thì em tặng đủ dây loa luôn nha các bác. Thanh các bác đã quan tâm theo dõi kênh Tặng Di Audio của em. Bye bye các bác nha.